Thưa quý vị, sáng nay trước giờ khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, tưởng nhớ công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Người đã ban hành những sắc lệnh đầu tiên về tổng tuyển cử để làm cơ sở pháp lý mang tính nền tảng của một chế độ bầu cử tự do thực sự dân chủ. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ, những người con ưu tú đã hy sinh cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân.